Anh Phụng ngồi đây nè. Anh ngồi đây đúng không? Bên đó là đội trống. Vậy bây giờ hả? Vậy vậy anh qua. Đâu nhìn thầy hát thầy nhìn đó thôi. Mình đẩy từ 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 qua đây tới cái cuối là mình qua tới bài này thấy cái tay đàn đàn đàn. Rồi. Thì lúc rưỡi đó thì nó sẽ vô tình không phải. Đó. Nó đang bị gì nè, đang bị đó. Rồi. Rồi, ok một ngón thôi không? Ngón thôi. Nhưng mà ráng đừng có để hai ngón nó vô một cái khe. Ở cái thân cái phần hồi nãy nó quay qua rồi, ông kêu vô bắt quay xe. Tăng 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 mấy mấy cái đó thôi. Bớt lại. Lớp cho đông mạnh đi bớt được. Đi học được mấy bữa học ngồi tư thế. Chứ không phải là như thế này. Mà phải vô cái giai này phải hóa thân. Phải diễn sâu. Làm sao cho người ta thấy giống nàng. Nãy giờ thầy nhìn có một chỗ rồi mà không chớp mắt luôn á. Không chớp mắt luôn, thầy sợ gì thầy không chớp mắt luôn á. Cái trầu á là phải phiêu. Thầy của thầy chỉ lúc nào thầy bấm vô nút đó thôi. Không biết đàn. Hát thì hát dân nghệ thôi. Thầy thấy ai ta hát không? Hò sang ta thì mình cũng theo người ta luôn. Rồi. Ok, để cố gắng lên. Lâu lâu rồi, thầy nhìn cái này, thầy nhìn cái tay mình bấm rồi thầy nhìn ra xa xăm. Nói chung là nó phiêu hả? Tại hồi nãy nó bị cứng. Nó là lạng cái con mắt mình nhìn nhau cũng được anh. Nhưng mà cái ra thì là không thấy. Chỉ có một lần hát mới thấy thôi. Cái nhạc cái nó tưng 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 mà em đánh đâu lo sau khi để mình được trao bánh sát úp lên không ổn lắm lại ra thầy rồi đánh cái phím mình xuống rồi á là mình bật lên luôn đó 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 chứ còn quẹt quẹt không còn không đúng chấm tay là cái đoạn đầu có đơ quá tại nhìn như robot vậy đó nữa thì lên đó vậy đừng có đem cái chụm ở đây rồi lấy dạng cái ngón tay ra mới được chụm lại. Đâu mới đầu là 3, 4 nốt nào đâu. Đâu. Cái phím hết á. Ví dụ như ta để dành cùng một cái quả. Đúng rồi, đúng rồi, ta để dành nó ta để cái khác nữa. Rồi, hiểu không? Rồi thử lại. Không có cái đàn nó không có ra đúng sao. Nghe cái đàn sushi quá à. Tần 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 tần. Đó, ba con nó cuối tần 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 tần. Lại nè. Ho vô liền 2 3 tan rồi vô liền rồi đó. Từ sang rồi vô cái tiếng đàn rồi chữ sang nó dính vô một tiếng đàn rồi tăng ho tăng không tăng là vô một cái rồi sang là tăng rồi tăng một nốt rồi tăng là một nốt rồi ho sang tăng 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 đó đó vậy đó vậy đó rồi chơi nhậu luôn đi mùa 2 mùa 6 mùa 8 1 giữa dòng trôi để ai sang sông bỏ lại hết ân tình bỏ lại anh để sống.